Ngày xưa ngày xưa, ở một làng nọ có một gia đình rất là nghèo. Chỉ có hai anh em, mẹ mất sớm, hai anh em ở với bố. Và ngày hôm nay thì bố cũng đã ra đi nốt, chỉ để lại hai anh em. Tối bố chẳng ở lại, bố chẳng bọn con lấy đâu gì ăn bố. Đi đâu toàn ăn trộm bánh của em ăn. Bác cho thằng này. Bác cho hai anh em mình nhá. Tối em cho anh à, anh to anh chẳng đi mà làm anh chẳng ăn. Anh ăn ăn cái gì đâu. Thôi em mình đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa em mình. Uống trời đây đang đói. Tôi không em cần ăn cơm rồi. Không sao nhà cô còn có ăn. Ôi em ơi, bố có sống không khôn chết tiêng thì nhà bố về bố phụ hộ cho anh em mình. Bố chẳng về ngủ, con chẳng về nhà, chẳng về ai. Bố đã chết rồi, anh em mình mang ảnh bố về nhà chia tài sản luôn. Sản, ở đây cho bố về ở đây. Đây để ảnh bố ở đây chứ. Mang ảnh bố về sau anh em mình có gặp. Con nhớ lại bố. Thôi em ạ, đằng nào bố cũng đi xa rồi. Anh em mình ngồi đây chưa tài sản. Chưa gì? Bố mất rồi chưa gì nữa. Em cho anh tất. Em chỉ cần cái hũ vàng của bố ở dưới giường thôi. Còn em cho anh tất. Thế thiệt cho em quá. Giờ cái nhà có 3 phần. Phần anh chia nhé. Một phần cái, một phần con, một phần đực. Để anh lấy 2 phần. Cho em 1 phần. Anh lấy phần đực, lấy phần cái, phần con. Cho em phần đực. Ok. Này, anh lấy phần cái nhà này. Cái ruộng này. Mảnh đất này. Ôi, cái gì? Anh cũng lấy tất. Phần con này. Con trâu, con bò, chó, con lợn, con mèo, anh lấy hết. Chị em còn cái gì? Đây, còn phần đực. Còn mỗi nhà, cả nhà có mỗi cái đực rượu. Cho em. Em đừng nhớ cái này á. Cái này là... ăn rau không trống à? Cái này là của bố để lại. Để em để lấy em dùng cái này được bố lại. Thế là em đồng ý rồi nhá. Thế em cầm cái rựa này ra góc vườn mà ở. Ở ngoài đấy anh cho sẵn cái lều với cả cái khế đấy. Em đi ra đấy mà ở. Nhưng ở đấy em ở một mình à? Thì anh cũng ở một mình mà. Thế thì cảm ơn ra đấy em ở. Sau khi nhận phần thiệt về cho mình, người em đói rách suốt ngày phải đi hái rau rừng để ăn. Nhưng với bản tính chịu khó, người em đã tạo cho mình được một cơ ngơi kinh điển, đó là một vườn rau. Quá là nhiều rau luôn. Xong hết rồi. Vừa hôm qua mình ra đây mình xem chẳng có con sâu nào, hôm nay mình sâu ở đâu nó lại lan đến rồi. Chết rồi. Thì này lấy đống tiền ra để mua thuốc diệt cỏ thì trừ nó ăn sâu em nhỉ. Thì này lấy đống tiền ra để mua thuốc diệt cỏ thì trừ nó ăn sâu em. What? À, hay mình đi ra mình lấy khế mình đi bán mình mới tiền mua thuốc diệt cỏ thì mới diệt được hết đống sâu này. Không có hàng hết cả một vườn rau của mình đấy. Ở đây mình hái nhiều thế này ạ. Bằng mang ra chợ ạ. Kéo để rau hay gì chẳng hề. Để tiền mua rau làm gì. Sao không
chỗ nào đấy? Ta loa đến nơi thì lấy đâu quả mà bán ấy, thì mới tìm một phần mua chút thịt dịch cỏ. Mưa đằng anh cố nạn này, cả chia cho mình cây khế. Cây khế thì dựa như thế nào, cây khế thì chẳng có quả. À, hay là anh nhìn nó bảo là mình ra đây chặt cây khế để ra củ bán nhỉ, bán lấy củ lấy tiền nhỉ. Thật hiểu kiểu. À, nhưng mà làm gì có ai mà mua khế tươi về làm củ đó. Chán, chán đi. Chán làm gì. Hoa xấu đến nơi thì làm gì có ai mua nhỉ. Ủa, vào, đợi cho cây khế có quả đã. Có hái nốt chắc để hái nốt rau để ăn còn người hoa mày này. Đợi nó ra quả thì đến mùa Tết năm sau cũng chẳng có. Mau ra quả nha, đợi ra quả để cho tao ăn nha. Người ta đi bán nó cần lấy tiền tao mua gạo tao ăn nha. Tụi mình lại phải hái rau ăn cho nó qua ngày mới được. Ui, cho nốt mấy con sâu này ra ăn cho dầu nồi cảnh. Đợi đợi cái khế kia bao giờ nó mới ra quả cho. Bây giờ mới ra hoa ý. Quả, quả, quả. Mấy con vạc ở đâu ấy nhỉ? Quả. Ui, quả, quả. Quả đến, quả đến. À, mày thế, mình thắng đói. Mày đến đây một bầy đi. Tháo thu chân trướng. Ây, nó sao đâu đậu cây khế như mình làm gì nhỉ? Này, phải bắt buộc được con này mới được. Này. Nhầm, mình có phải là quạ rồi nhỉ? Mình là chim điêu mà. Có ấy, quen mồm. Thế thật. Thôi cứ sang đây làm tặng quả khế đã. Làm tặng quả khế đã đói quá. Ố, sao cái cây khế này chả có quả nào thế nhỉ? Thằng nào chăm sóc mà không bón phân à? Lại gặp một cái cây khế này rồi. Gặp mấy cái cây như này rồi. Nhà chủ không có phân bón rồi. Ôi, quả ra. Quả ra. Ôi, mày ra tay không? Không. Chị tên. Tao không có vững tay đâu mà ra. Thì chị tên lên. Giơ chân để tao ngã mất à? Thì là khởi như đâu? Tao đã kiếm được quả nào đâu? Kiếm đi. Tao. Đi ông ơi. Nghe. Hả? Xuống đây. Xuống làm gì? Mày xuống đâu? Tao đã ăn được quả nào đâu? Thế mày có thích ăn đạn không? Đạn là gì? Không. Xuống đi. Tao bắn ngay cánh mày rồi. Tao đã ăn được quả nào đâu? Tao đã trộm quả nào đâu? Mày không ăn trộm mày trèo được cái khế thì làm gì? Tao trèo gì? Tao xả xuống đây. Tao mỏi. Bay mãi tao mỏi cánh. Tao xả xuống không đây. Không phải. Được à? Lý do xuống. Xuống. Xuống làm gì? Thế mày vào ngân hàng mày mà cướp thì mày đi ra không được cướp được tiền. Người ta gọi là gì? Gọi là đi ăn cướp. Thế? Nhưng mà tao đã được ăn quả khế nào đâu. Mày không ăn khế tao cho mày đạn nhé. À, thôi. Đi không? Không, tao xuống đấy làm gì? Mày có bay không? Mày bắn gì mày bắn mẹ mày đi để tao còn tránh để tao còn bay tiếp. Bắn gì mày bắn mẹ mày đi để tao còn tránh để tao còn bay tiếp. Thế mày cứ giữ thế. Thế mày có xuống không? À, có. Tránh ra. Ê, có. Đi xuống. Có. Đánh ra thì tao bay xuống. Chỗ này xuống là làm đá gì? Này. Thấy không? Xuống làm gì? Mày đi xuống ngay mà có chơi. Nhưng mày không được thịt tao. Thịt mày to để tao vẫn được chơi à? Này! Nhưng mà tao đang bị yếu cánh. Nhảy xuống tao gãy chân thì làm thế nào? Thế mày bò xuống. Bò thế nào được? Hay là mày lấy cái thang cho tao đi? Mày ăn đá hay à, thôi, tao xuống. Tao xuống. Nhưng mà tao đã được ăn quả khế nào đâu? Mày vô lý thì phải vừa lên giải chứ. Vô lý thì mà vô
gì cái khế nhà mày kìa, phân thì chả mày bón luôn. Chứ mày cho mày trả đâu. Bá đấy mày, tự nhiên mày đậu được cái khế sao vậy? Hỏng xước tay người ta là sao? Tao đã được đậu được cái khế nào, tao đậu được từ bao mà. Đậu như nó xước tay gì đó. Xước đâu xước, có cái quả nào đâu này, cái quả hoa đây này. Mày mới làm chùm hoa đi đâu, mày một chùm hoa để ra bao nhiêu quả không? Hoa thì chắc gì nữa ra quả. Ra hết. Sâu nó ăn thì sao? Nhà tao thụ tinh bằng sâu. Nhà tao thụ tinh bằng sâu. Mày không phải chém gió. Xuống. Vừa phải thôi chứ. Cái khế. Mày của hồi môn của nhà tao cho mày giống kiểu lên hả? Của hồi môn kệ mày chứ. Nhà tao có những một cái cây đấy để sống rồi đấy. Mày ăn cái gì sống? Mày ăn đất à? Cầm đất mà ăn à? Mày xuống không? Hả? Ơi ta xuống, ta xuống, ta xuống. Mày dí thì mày dí như thế mày bắn rút chim ra thì làm nào? Đánh ra để tao bay. Mày lên. Là sao? Cái gì? Tao là chim. À, con chim này. Thế làm chim rồi. Mày có đấy không? Đấy gì? Tao làm gãy cành nào đâu? Chứ mày làm lung lay hoa khế nào? Mày làm rơi mấy hoa khế. Mày bắt tao biển, tao có chim, tao là chim thì tao lấy cái gì mà đến. Ăn một quả khế trả một cục vàng. Ừ. Thì đã được ăn quả nào chưa? Có quả nào không? Mày riêng mà khế nhà mày có quả, mày mang cả bao tải đi, tao không cần túi bao gang đâu, cho mày đi lấy. À thôi bao gang thôi, tải tao không chịu. Nói nhé. Hả? Mày chứ tao, mày làm rơi, rơi hoa vào khế thì tao đã được ăn quả nào đâu, ăn quả. Nhưng mày làm trồng hoa, một cây trồng hoa đấy thì mới nhiều quả. Cả một cục vàng chứ. Không. Thế trồng hoa của mày là được bao nhiêu quả? Nghìn quả. Nghìn cái ẻ ấy, mày không biết tính à? Xuống đây này, xuống đây một quả. Học này trừ ví đi nhá, còn 0,5 nửa quả. Ơ thì trả nửa gang ấy. Nửa gang gì? Nửa gang tiền. Nửa gang tiền, tao làm gì có tiền. Mà đây là có phải chuyện cổ tích nhưng mà mày đòi tiền. Tao đi, con chim ăn cái khế thì phải giả vàng chứ. Đấy là chuyện cổ tích thôi, ngày xưa thôi, bây giờ tao có cái giả bằng cái khác được không? Giả gì? Hả? Giả lông gì? Cắt lông đuôi rồi tao đưa vào bán. Được. À thôi đi, tao trêu thôi. Tao giả vàng. À, mày tao nói giả vàng nhưng mà tao thấy hợp lý đấy, tao lấy bộ lông rồi tao đi bán là được nhiều tiền. Thôi đừng. Tao giả mày vàng rồi được cái gì? Nhưng mà tao đói, tao chưa được ăn cái gì, mày thì không có khế cho tao ăn, nhưng mày có cái gì cho tao ăn thì tao mới cõng mày đi trở vàng được chứ. Thế mày đang nhặng như mày to rồi mày thừa cõng được. Cõng. Mày đói cõng nào được? Thế thì không ăn khế thì ăn đạn. Thôi, nhớ đâu bay ra qua giữa sông lại làm rơi mày như chuyện cổ tích thì làm nào? Không được rơi. Không được rơi, đói. Động lực to đùng ở trên đầu mày này. Được rồi. Đi. Nhưng mà không được lấy tham đâu nhá. Chỉ lấy một vài cục thôi nhá. Tại gì? Lấy một túi rồi. Mày có túi ba gang chưa? Túi quần đọc 4 gang. 4 gang à? Thôi... Thôi được, xề xả cho mày một tí. Cắm tháo. Nào. Hả? Ngồi xuống mày to đấy. Đây, nhưng mà mày phải ngồi thật chắc chứ không tao bay sóng gió to lắm đấy nhá. Được không? Đi lâu không? Đi khoảng, bay khoảng tầm nửa tiếng. Được, đi. Nhưng mà bảo chắc chưa? Chắc rồi. Có cần mũ bảo hiểm không? Không. Không cần gì? Bảo chắc nhá, gió to, ngã mày là tao kệ bà mày đấy nhá. Không chắc nhá. Ừ, rồi. Ui dồi ôi. Nào, thả cánh đấy tao ra để tao mới bay được chứ. Rồi. À. Chậm thôi. Để tao đã bảo mày rồi. Chỗ đây. Được chưa, mày thấy chưa? Thấy chưa, bám chắc vào. Mày bay cẩn thận vào, con chít cổ nha. À, bám chắc vào. Tao bay cẩn thận lắm rồi đấy. Bay chậm thôi. Nào, chết được rồi. Tao đã bảo rồi, bám chắc rồi, gặp tí thì gặp bão rồi. May mà tao còn sức khỏe vô địch nữa. Mày sống tít thế. Tao đang khỏe vô địch. Mày hôm nay tí nó chạm vào con chim sâu tí đổ. Rồi chim sâu cái gì? Mày không thấy cả một đám mây mà xét đánh cả vào tao rồi này. Xét đánh tao không chết à? Rồi ạ. Tao bay một mình có bao giờ được gì. Mày bay cho tao xuống đây em gì? Đi ra đảo giấu vàng chứ còn cái gì. Mà xuống đi bộ đi, sắp đến rồi đi. Đảo một đảo vàng nữa. Ờ đi. À xa. Đâu? À, xa. Đi đâu đâu đâu? Gần đến rồi. Túi của tao có vừa không? Vừa. Đâu? Đây. Đấy.
xà lan ơi. Chọn đi. Ở đây á. Đây. Mới điêu à? Điêu cái gì? Lên đi có con cúc vàng đâu. Tất cả đây đều là vàng mà. Mày thích lừa tao không? Tao lừa làm gì? Mới điêu không? Trong chuyện cổ tích bảo thế phải có cái túi ba gang kia kìa, mày nhặt cục đá ở dưới sông kia, mày thả vào cái túi. Thả vào túi ba gang xong rồi nhót ra là thành vàng. Không, tao lừa đâu. Thế lúc vàng đó mày lấy vàng đi. À. Đâu, nhanh lên. Rồi ạ. Nào. Để tao nhớ ra tao, tại vì lâu ngày tao vâng thật đấy. Okay. Biết rồi. Tại cái thằng Dương quá nó cầm nó vật lông đuôi của tao không biết. Mày gãy đít à? Thế là tao đang gãy đầu để suy nghĩ này mày không nhìn thấy đã. Đấy. À đây rồi. Để tao lấy lông thần của tao ra đã. À, ê! Ông quên đấy! À, từ từ. Nhưng mà tao... Thế mày lôi lông mày làm gì? Lông thần, nhưng mà... Thần đâu mày? Tao có... Người ta có đũa thần thì tao phải có lông thần. Chim thì không thì biến bằng cái gì. Ừ. Nhưng mà tao lại không nhớ ra... Chắc tao xin cái, người thông điều cho bác tao. Này, tao không nhớ ra là cái lông nào là lông thần. Này, cho mày cái này. Để tao thử cái. Tao vứt bỏ mày cái này. Chắc là cái dài nhất là thần đấy. Tao xin mày cái này, tao về làm thông điếu nhé. Ừ, nào mày nhặt một hòn sỏi lên để tao biến thử xem nào có phải nó. Nhanh lên. Đâu? Nhặt mỏ xuống sông lên này. Đi, lựa thả mái đi. Xóa đây. Đây. Xóa. Đây. Đây à, đây con ốc à? Ốc không làm sao biến được nhỉ? À, mà biến thì có cái gì chả biến được. Cái này gì? Ừ. Cứ để yên nha. Lên! Tao phải còn nước dãi. Đây đây im. Thì tao nhớ lại thần chú đã. Cái gì nhỉ? Nhìn lên! À đây. Quá nhi, long cô cô. À chết nhầm. Ê, như cái đấy là à. Trong phim kia cơ mà. À? Trong phim kia mà. Quên. Tao cứ nhầm tao là con chim điêu. Tao cứ nhớ là tao là con cọ hải sảo. Thì nhá. Hình như là phải... Ừ. Lông của tao lâu ngày tao không dùng rồi, nghìn năm nay không dùng rồi. Ui, quên. Đây. Nào. À, cha. Nào. Kinh. Mày thấy gì chưa? À, vàng thật. Vàng thật đấy. Mày, tao điêu mày làm gì? Chim thật, mặc ra tao là chim điêu thôi nhưng mà tao không điêu đâu. Tao chỉ thỉnh thoảng nó làm phép thôi. Vàng thật. Chắc vàng thật. Mày nghĩ là cái gì? Mày có làm giả không đây? Giả làm cái gì? Nhặt đi tao biến tiếp cho. Cái chưa tao đã bảo rồi, mang túi tao to đi mà đựng. Mày cứ tưởng tao là chim điêu nên mày tưởng tao nói điêu à? Hai cục á? Tán đi. Không. Làm cục nữa đi. Xóa đi. Xóa luôn. Đây. Đến. Tao lại quên. Tao lại quên thần chú mất rồi. Nghe tao nhầm cái gì nhỉ? Chả biết mày bảo quạ quạ gì ấy. Tao biết nhỉ? Đi lên. Sao không nhỉ? Ê. Quên. À lên, tao nhớ rồi. À im. À. Ê. À. Ê xa. Ui. Vàng. Nào, thấy gì chưa? Ôi trời ơi, chưa bao giờ thấy vàng nhiều như thế này. Thấy chưa? Loại nghèo kiếp xác như mày thì thấy đâu thôi. Thấy vàng bao giờ? Bố tao còn tao chả hiểu chúng vàng mày. Nhưng mà cua có một tí mà mày. Chắc bố mày chắc được một góc này thôi. Được một thế này ấy. Cái bọn mày loại nghèo kiếp xác như mày làm gì đã thấy cục vàng to như này bao giờ? Vàng thật. Ừ. Này. Thật mà tao chả hiểu bọn người chúng mày thích cái cục này làm gì nhỉ? Tao chỉ thích ăn khế. Biến tiếp cho tao, biến tiếp cho sao? Biến tiếp cái gì, tao có khế đâu. Tao thề mày, tao chưa được ăn quả khế nào mà tao mất 4 cục vàng rồi. Mà... Thế vậy, tao đi mua khế đó. Hả? Nhưng mà cái... Tao đi khế mà. Bọn mày thích gì cái cục vàng này, tao chỉ thích ăn khế thôi. Thế nên mua được khế. Khế á? Ừ. Thế hay là mua đổi được khế à? Ừ, được. Ủa thế từ ngày trước tao không biết tao làm một đảo khế luôn. Ây. Ôi dồi. À không mua mày... được đâu. Hả? Mày phải cho tao mới cho khế. Thế á? Mày cứ cho tao vàng là mà... tao cho mày khế. Cứ cho mày vàng là mày cho tao khế gì? Ừ. Tao chỉ thích ăn khế thôi, tao không ăn cái vàng này đâu. Bọn mày ăn cái này à? Không, tao lấy cái này tao mua cái khác. À, thế thì thôi,
tiếp nước không? À mà thôi thôi, chúng mày tham lắm. Chúng mày lúc nào cũng đấy. Thế vậy đi mày, mai này cho tao nhé, tao lại cho khế. Tao cất cái lông chim của tao. Mai tao đi mua khế đâu. Hả? Nhé. Giờ về nhà mày á, thì tao còn phải bay đi chỗ khác tao ăn khế nữa. Thế đi phải cong nó về đấy chứ. Cái cong nó cái gì? Đi bộ về. Tao biết rồi, ở đâu đảo hoang ấy. Cái cong cái gì bây giờ? Thôi được. Đã làm ăn lớn, à đã làm người tốt. Đi, thì, đi đã làm chim tốt thì đi tốt, đường tao mua cho một quả khế ăn lấy sức. Đi lên. Tốt cho tốt hả? Đi lên. Từ từ để tao cài cái lông mà thử tao đút vào túi quần đi cho nhanh. Ôi chốc. Đi lên. Nào. Ai. Đưa này đi tập luyện mới tao xây vi xây sóng. Ừ. Mà xuống. Không. Xuống từ từ. Sủi. Bay mới chả biết mày nặng bỏ mẹ ra tí nữa bay qua sông thì tao lại lào ngã mày sao? Không. Chốc. Ngu cho tao có phép mà tao tội gì tao phải bay. Ơ, thế cho bay đi. Tao biến phát về nhà luôn ấy, không cần bay. Tao mỏi lưng quá thì tao nghỉ. Nào, biến đi nhanh lên. Hay là mày thích bay, thích cho chơi cảm giác mạnh hơn tao cho bay? Không, tao không thích bay đâu. Mày ai đau lắm. Thế thì về biến nha. Ừ. Đấy, thế này nó có phải nhanh không? Từ từ nó vướng lắm. Nào. Hây. Ui, rơi mất lông của tao rồi. Vướng mặt kê. Ô. Sao tao bị rụng lông nhiều thế nhỉ? Tao đút lông vào túi rồi cơ mà. Sao mày có phép đi lúc nay mày chẳng biến luôn mà tao đợi đi. Tao thấy trong chuyện cổ tích nó hay bảo thế biến thì tao đấy. Mà tao đi đến cây khế nhà ai ăn mà sao bọn mày cứ bắt tao cõng đi tìm vàng ấy. Thằng nào cũng bảo là đi lấy vàng. Thì khế. Trong chuyện cổ tích có ấy. Khế chả ăn cứ đi ăn vàng. Thôi tao đi đây. Tao chả thèm khế. Ai thì mày đi đi. Ai chơi với tao. Chơi cái gì tao với chim đi chơi với người. Thế mai tôi lại ăn tiếp nhé. Không có cái con nào đâu mà ăn. Mai tôi mua cho mà ăn. Mua thôi không, mà điêu. Mai mua nhiều quả trứng chắc ăn không cần hái. Ôi trời, người nó xét lắm. Tao đi tìm cây khác, cứ cây nào có tao thả tao ăn cho nhanh hơn đâu. Chứ có đợi mày á. Không. Mai mày lại dương súng cao su để bắn vào đít tao. Không, xong không, mai không bắn đâu. Bắt tao đi lấy vàng tiếp á. Ôi, không có đâu. Úi trời. Này, khôn như mày á, quê tao hơn. Dạ cầy hết rồi. Thích lắm. Rồi, này. Thôi, mày khôn lắm. Người không ai tin được bố con thằng nào hết. Nha. Thế thì là tao trả dạng. Thôi, tao đi đây. Thôi mà tao bay ý nhỉ. Tao phải ngắm xem nhà có cây khế nữa. Thì cho tao xin cái đuôi vậy. Vâng. Trong cảnh đẹp đấy, đuôi vậy. Mày điên à? Thế mày chặt chân mày ra được không? Không. Im để tao ngắm xem có cây khế nào không. Đây có cây khế nào? Không, cả nhưng nhà mà tao chả có gì. Cái khế nhà mày khế chua hay khế ngọt hay khế ngọt lắm, một ly khế ngọt á. Nhà điêu tao có những một cây khế này. Thế thì mai tao không quay lại, tao thích ăn khế chua cơ. Ơ thế cả một nửa chua một nửa ngọt mày lại điêu. Ôi cành bên đây là chua, cành bên đây là ngọt á. Vẹt chả thế rồi. Khế tao thích ăn khế chua cơ, có loại chua thần chua càng tốt. Ở bên này chua liêu liêu luôn. Tao không thích ăn ngọt, nó vướng ngọt thì tao không thích thôi, tao đi đây. À mà tao lại quên mất rồi. À mà thôi. Tránh ra. Đây. À mà tao bay thì tao có chạy lên một thử tránh ra. Thôi, tao đi về nhá. Mày có... Mày quay lại nhé. Ơ, ngu gì. Quay lại để ăn đạn là được ăn khế đâu. Mày nhớ là cái vàng này là mày phải tiêu trong vòng 2 ngày nhá, không là nó lại biến mất đấy. 2 ngày á? Ờ. Thì nhớ đâu tao đang tính là bây giờ nhớ đâu tao sang cây khế khác, thằng nào bắn chết tao cái là vàng này lại biến lại thành đá đấy. Thế nên là về tiêu luôn đi nhá. Ok. Rồi đi đây. Anh nha. Tuy nhiên đến chẳng được ăn quả khế nào của nhà mình mà ở cho mình. Ui thế nên mình phải đi mua đồ làm nhà thôi, làm xây các thứ rồi. Mình ở đâu? Ở hay mình cho anh mình một cục nhỉ? Nhà anh mình dạo này cũng đang nghèo lắm. Mà thôi, anh mình chọn nhiều đồ của cải rồi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ xây nhà mình ở thôi. He he. Sau khi được chim quý cho vàng thì người em đã dùng 3 cục để mua nhà cửa, xe hơi và rất nhiều đồ dùng khác. Và sau khi người em tốt bụng nhận được vàng và mua nhà thì người em cũng đã tìm đến người anh để cho một cục vàng.
Nhưng người anh giờ đây đã biết hối lỗi và cũng muốn là sẽ chung sống cùng người em. Thế nên là hai anh em đã rủ nhau về nhà của người em và chung sống trọn đời.